chúng ta nên theo những cái lời khuyên của nhà dinh dưỡng, có nghĩa là chúng ta cần cung cấp đầy đủ cho cơ thể năng lượng và những chất dinh dưỡng mà cơ thể cần để có thể hồi phục lại những tế bào bị thương tổn trong quá trình sống và làm việc. Vậy thì câu chuyện ở đây đó là khi chúng ta ăn chay, chúng ta dựa chủ yếu vào nguồn thực vật để làm thực phẩm. Cho nên cái sự lựa chọn trong chế độ ăn của chúng ta nó đang bị giới hạn. Ta không chọn những thứ mà có nguồn gốc động vật. Chúng ta chỉ chọn những thứ là rau, củ, quả, là các loại đậu, các loại hạt, vân vân. Cho nên nó rất cần một cái sự hiểu biết ở đây để cơ thể vẫn có đủ tất cả các nhóm chất mà nó cần, bao gồm cả chất đạm này, chất béo này, bao gồm cả chất bột đường, bao gồm chất xơ, các vitamin, khoáng chất và nước. Như vậy, ăn chay cũng sẽ cần đủ tất cả nhóm này để cho cơ thể có thể phát triển một cách bình thường. Nhưng có một cái, đó là khi mà chúng ta ăn chay vì chúng ta lựa chọn nguồn thực phẩm là thực vật, nên ở trong đó có vài ba điều mà chúng ta cần lưu tâm. Thứ nhất là chất đạm từ có nguồn gốc thực vật chẳng hạn thì thường nó lại có hoạt tính sinh học không tốt như là động vật. Nó có thể thiếu một số các amino acid thiết yếu mà cơ thể cần và chúng ta cần cung cấp bằng thức ăn, nhưng mà nguồn đạm thực vật lại thiếu. Có thể là chúng ta cũng sẽ thiếu cung cấp cho cơ thể sắt hoặc là kẽm hoặc là vitamin B12 chẳng hạn, bởi vì nguồn thực vật nó không phải là cái nguồn giàu những thứ này. Vậy thì làm thế nào để cung cấp đủ cho cơ thể những thứ cơ thể cần? Có một nguyên tắc mà dù là ăn chay hay ăn mặn mình vẫn nên thực hành thành theo, đó là hãy làm cho cái bữa ăn của mình thật là đa dạng, phong phú. Chúng ta không chỉ ăn một vài loại thực phẩm nào đó, mà chúng ta sẽ ăn đủ mọi loại và trao đổi nhau qua từng bữa ăn, qua từng ngày. Chẳng hạn như đạm thì chúng ta có thể ăn đậu, nhưng không nên ăn một loại đậu nào đó, mà nên ăn nhiều loại đậu trộn với nhau hoặc là hoán đổi nó. Bữa này ta ăn một loại, bữa khác ta lại ăn loại khác. Rồi rau củ cũng vậy, không nên ăn một loại nào đó, mà chúng ta cần phải ăn nhiều loại khác nhau. Và có một cái nguyên tắc tôi nghĩ rằng nó cũng rất là hay, đó là hãy tô màu bữa ăn của chúng ta bằng cách là sử dụng thật là nhiều rau củ quả, nhiều màu sắc. Và bằng cách như vậy thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng đạt được cái nhu cầu mà cơ thể cần. Thì thuộc về quan niệm, cho nên là sẽ là tùy người. Nếu như mình vẫn có cái nhu cầu rằng là bỏ trứng, bỏ sữa ra khỏi bữa ăn, thì mình phải tuân theo cái nguyên tắc đó là hãy làm đa dạng hóa bữa ăn của mình, nhiều nguồn thực phẩm khác nhau, luân đổi không ngừng để các thực phẩm có thể bù đắp cho nhau và sẽ có thể cung cấp được đúng giống như cơ thể cần. Nhưng thật sự đây là một cái câu chuyện hơi phức tạp một tí và cần một sự hiểu biết cũng như là mình phải lưu tâm để có thể có được cái sự đáp ứng tốt đối với cơ thể. Mình hay dùng cái từ đó là lắng nghe cơ thể để xem cơ thể mình thiếu gì. Nhưng để lắng nghe cơ thể được thì mình cần một sự tinh tế và hiểu biết. Cho nên đôi khi á, cái mà bạn hỏi nãy á, là đối với người già và bà bầu thì sao ấy, thì cái câu chuyện về lắng nghe cơ thể này nó còn quan trọng hơn. Bởi vì bà bầu có nghĩa rằng là người mẹ đang mang thai và đứa con đang lớn dần trong bụng. Mỗi một tế bào trong bào thai lớn lên có nghĩa là cần vật liệu để xây đắp. Cho nên không thể chấp nhận một chuyện là mẹ ăn thiếu chất để ảnh hưởng đến con. Và với người già thì cũng vậy. Người già thì cái hệ tiêu hóa của họ không còn tốt nữa và cái sự hấp thụ các chất dinh dưỡng cũng sẽ bị hạn chế rất 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 là nhiều. Cho nên cái việc ăn chay được thì vẫn có thể được đấy, nếu như mình có hiểu biết đủ. Nhưng mà rất khó có thể có đủ hiểu biết. Cho nên cái lời khuyên đối với mẹ đang mang bầu và với người cao tuổi đó là có những tư vấn từ các chuyên gia dinh dưỡng, bởi vì đây là một câu chuyện quan trọng để quyết định đến sức khỏe của mình. Thật ra về câu chuyện này nó là một câu chuyện cũng hơi dài một tí đấy. Là tại vì người ta phân ra nhiều loại ăn chay lắm. Thứ nhất, ăn chay vì tôn giáo chẳng hạn, tức là tránh sát sinh. Cũng có một loại người ta gọi ăn chay nhưng mà có sử dụng trứng. Xong rồi có một trường phái khác là ăn chay có sử dụng sữa. Xong rồi cũng có một trường phái khác nữa là ăn chay có sử dụng trứng và sữa.
Bởi vì nếu như nói theo cái chuyện là không sát sinh thì ok, không sử dụng trứng nhưng mà trứng đó không thể nở thành con được thì nó cũng ok. Rồi sữa cũng vậy. Nói chung là không sát sinh. Rồi cũng có trường phái khác là người ta ăn chay là vì lý do nhân đạo. Người ta cảm thấy rằng không muốn sát sinh những con vật nhỏ bé, mà mình cảm thấy rằng mỗi một cái sinh vật đều có cuộc sống, có thể biết yêu thương, biết giận dữ, biết đau khổ. Thì sẽ có rất nhiều người cảm thấy rằng họ không muốn rằng sẽ làm hại những cái sinh vật đó chẳng hạn. Rồi nếu như mà xét ở nước ngoài á, thì sẽ còn có nhiều người nữa gọi là ăn kiêng thì đúng hơn, không phải ăn chay, ăn kiêng, bởi vì họ vẫn dùng đến những thực phẩm có nguồn gốc từ động vật nhưng họ sẽ kiểm soát nó ở mức thật là thấp. Thì ở đây là câu chuyện, nó vừa có thể là câu chuyện mang tính tín ngưỡng, có thể là câu chuyện về sức khỏe, cũng có thể là câu chuyện về tình yêu thiên nhiên hay là vì môi trường. Cho nên đối với mỗi một đối tượng thì thật ra cái lời khuyên chung cuối cùng vẫn là hãy xem thật là kỹ những cái đĩa thức ăn mà các chuyên gia dinh dưỡng đưa ra. Thật ra các đĩa thức ăn này mình thường là sẽ khuyên rằng là cập nhật những cái đĩa thức ăn hoặc là các cái tháp thực phẩm ấy, tháp dinh dưỡng mới nhất, chẳng hạn như của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, chẳng hạn như là của Bộ Y tế Canada hay là của chính phủ Úc chẳng hạn, thì họ luôn luôn đưa ra những cái đĩa thức ăn để hướng dẫn mọi người ăn uống, hoặc là đưa ra những cái tháp dinh dưỡng để hướng dẫn, và mình có thể theo đó. Trong đó mỗi một cái tầng của tháp hoặc là mỗi góc của đĩa thức ăn đều có những nhiều các lựa chọn mà mình có thể lựa. Vậy thì mình lựa chọn trong đó để có được thức ăn cho mình. Một ví dụ dễ để hiểu, ví dụ như thế này. Ví dụ như Bộ Y tế Canada có một cái đĩa thức ăn để hướng dẫn người dân của họ. Thì trong đó họ nói rằng là tất cả các thực phẩm mình ăn á, mình hãy đặt lên trên đĩa. Thì mình hãy nhìn cái lượng nó đặt được trên đĩa, xem là đã theo cái tỷ lệ này hay chưa. Nửa đĩa đấy sẽ là rau và trái cây, trong đó rau được khuyên là nhiều hơn trái cây. 1/4 đĩa sẽ là thực phẩm cung cấp đạm, chẳng hạn như là các loại đậu, các loại hạt. Và nếu như người không ăn chay á, thì còn có thể có các loại thịt cá. Rồi nhiều loại lắm để bạn lựa chọn trong đó. Rồi 1/4 còn lại thì là phần dành cho chất bột đường, chẳng hạn như các loại ngũ cốc nguyên hạt nè, có thể làm thành nhiều dạng khác nhau, bánh cuốn hay là bún, phở hay mì hay nuôi gì đó hay cơm đều ok hết, đều được. Còn chất béo thì nó có ở đâu? Nó có luôn ở trong cái phần mà có thịt cá, trứng, sữa hay là đậu ấy. Và ở trong đó không chỉ có chất đạm, nó có luôn cả chất béo mà cơ thể cần. Và ngoài ra thì hãy nhớ uống nước. Vậy thì cái cách mà dùng đĩa thức ăn như vậy á, nó khá là dễ cho mọi người tưởng tượng. Tất cả là mình cứ cắt nhỏ xong mình bày nó lên đĩa, và nếu như mình tuân theo cái lời khuyên như vậy thì đã là một cái cách được coi như là khá là tốt, khá là an toàn để có thể đáp ứng cho cơ thể. Nhiều người nói như vậy, và thậm chí là mình còn có thể nghe được những cái điều coi bộ có vẻ hơi khoa học hơn một tí xíu nữa từ một số những cái doanh nghiệp bán các cái mặt hàng khác nhau có liên quan. Câu chuyện này người ta nói rằng là nó đang liên quan đến cái sự cân bằng axit và kiềm trong cơ thể. Thì tôi có đọc và có thấy rằng có nhiều nơi giới thiệu rằng nếu mà mình giữ được cho cơ thể mình cái tính kiềm thì nó sẽ giúp cơ thể giảm bớt được quá trình lão hóa, rồi cái hệ thần kinh của mình cũng sẽ dường như tốt hơn, cho nên mình sẽ trở nên hiền hòa hơn, mình điều khiển cảm xúc tốt hơn và mình có thể có được một cuộc sống gọi là an lành hơn. Thì cái phần này á, mình cứ nghe như vậy nhưng chắc chắn là mình sẽ có một cái câu hỏi là không biết nó đúng đến đâu. Thì thật ra đây là một chủ đề thú vị, cho nên có rất là nhiều nhà nghiên cứu cũng thử xem là có thật nó là như thế hay không. Thì đến bây giờ các cái bằng chứng đã có nhiều người thử làm, nhưng mình chưa có đủ nhiều bằng chứng để kết luận rằng điều đó là đúng hay sai. Có nghĩa là chúng ta cũng chưa trả lời được
chứ không phải là chúng ta bảo nó sai. Nhưng có một điều tôi nghĩ rằng á, thật ra khi chúng ta chọn ăn chay thì chúng ta đã chọn là không làm tổn thương những con vật sống. Chúng ta đã chọn rằng chúng ta sẽ bảo vệ môi trường. Chúng ta đã chọn rằng chúng ta sẽ làm cho những cái bữa ăn của chúng ta giống như cái ngày xưa mà tổ tiên của chúng ta bắt đầu với cái câu chuyện là hái lựa, tức là ăn ngũ cốc. Thì ở đâu đó tự trong bản thân mình ấy, nó có một cái cảm giác rằng là ta đang quay về với cái bản năng lúc ban đầu của con người. Thì tôi nghĩ rằng có lẽ với cái ý muốn bảo vệ sức khỏe, hay là vì tín ngưỡng không sát sinh, hay là vì môi trường, thì chúng ta đang đều dành một cái tình cảm và chúng ta dành một cái sự hướng thiện cho câu chuyện chọn đồ ăn chay. Nên là dù rằng là đã có cơ sở khoa học hay chưa, nhưng có vẻ khi ta đang tự hướng bản thân mình vào một điều gọi là thiện lành, thì chắc là chúng ta cũng đang tự rèn bản thân mình để mình trở thành một người lương thiện và tử tế. Khi mà chúng ta ăn chay thì chế độ ăn của chúng ta sẽ dựa chủ yếu trên thực phẩm từ nguồn gốc thực vật. Cho nên chế độ ăn đó sẽ có nhiều chất xơ nè, nhiều vitamin nè, nhiều chất chống oxy hóa là những cái thứ mà tạo nên màu sắc của món ăn ấy. Rồi nhiều chất béo không bão hòa là cái chất béo tốt cho cơ thể, ít chất béo bão hòa. Vì vậy cho nên khi mà mình kể ra như vậy thì mình sẽ thấy cơ thể sẽ được hưởng lợi từ chuyện đó, là nó có thể phòng chống được khá là nhiều các cái bệnh tim mạch nè, hoặc là có thể chống những cái bệnh, ngăn ngừa những bệnh thuộc về chuyển hóa, chẳng hạn như là béo phì hay tiểu đường chẳng hạn. Và đồng thời chúng ta cũng có thể có được cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh tốt hơn, bởi vì chúng ta ăn nhiều chất xơ trong cái chế độ ăn chay, để có thể tránh được những bệnh như là táo bón hay những bệnh tiêu hóa. Và đồng thời có nhiều chứng cứ khoa học cũng cho thấy rằng chúng ta có thể giảm bớt nguy cơ bị một số loại ung thư khi thực hiện chế độ ăn chay. Thật ra không, dù là ăn chay hay không ăn chay thì chúng ta đều có những nguyên tắc mà chúng ta cần phải tuân theo, bởi vì cơ thể có thể hoạt động được tốt và làm việc được tốt, có thể khỏe mạnh nếu như chúng ta cung cấp đủ cho cơ thể năng lượng và các dưỡng chất mà cơ thể cần để hồi phục lại những tế bào đã bị thương tổn trong quá trình chúng ta sống hay làm việc. Vì vậy cho nên là nếu như mình sẽ thử bắt đầu như thế này, tức là nếu như bình thường mình không ăn chay thì mình cũng nên theo cái tháp dinh dưỡng, hoặc là theo cái hướng dẫn về đĩa ăn, về đĩa thức ăn của cơ quan y tế, của bộ dinh dưỡng chẳng hạn. Chúng ta nên theo những cái lời khuyên của nhà dinh dưỡng, có nghĩa là chúng ta cần cung cấp đầy đủ cho cơ thể năng lượng và những chất dinh dưỡng mà cơ thể cần để có thể hồi phục lại những tế bào bị thương tổn trong quá trình sống và làm việc. Vậy thì câu chuyện ở đây đó là khi chúng ta ăn chay, chúng ta dựa chủ yếu vào nguồn thực vật để làm thực phẩm. Cho nên cái sự lựa chọn trong chế độ ăn của chúng ta nó đang bị giới hạn. Ta không chọn những thứ mà có nguồn gốc động vật. Chúng ta chỉ chọn những thứ là rau, củ, quả, là các loại đậu, các loại hạt, vân vân. Cho nên nó rất cần một cái sự hiểu biết ở đây để cơ thể vẫn có đủ tất cả các nhóm chất mà nó cần, bao gồm cả chất đạm này, chất béo này, bao gồm cả chất bột đường, bao gồm chất xơ, các vitamin, khoáng chất và nước. Như vậy, ăn chay cũng sẽ cần đủ tất cả nhóm này để cho cơ thể có thể phát triển một cách bình thường. Nhưng có một cái đó là khi mà chúng ta ăn chay vì chúng ta lựa chọn nguồn thực phẩm là thực vật, nên ở trong đó có vài ba điều mà chúng ta cần lưu tâm. Thứ nhất là chất đạm từ có nguồn gốc thực vật chẳng hạn thì thường nó lại có hoạt tính sinh học không tốt như là động vật. Nó có thể thiếu một số các amino acid thiết yếu mà cơ thể cần và chúng ta cần cung cấp bằng thức ăn, nhưng mà nguồn đạm thực vật lại thiếu. Có thể là chúng ta cũng sẽ thiếu cung cấp cho cơ thể sắt, hoặc là kẽm, hoặc là vitamin B12 chẳng hạn, bởi vì nguồn thực vật nó không phải là cái nguồn giàu những thứ này. Vậy thì làm thế nào
để cung cấp đủ cho cơ thể những thứ cơ thể cần. Có một nguyên tắc mà dù là ăn chay hay ăn mặn mình vẫn nên thực hành thành theo, đó là hãy làm cho cái bữa ăn của mình thật là đa dạng, phong phú. Chúng ta không chỉ ăn một vài loại thực phẩm nào đó, mà chúng ta sẽ ăn đủ mọi loại và trao đổi nhau qua từng bữa ăn, qua từng ngày. Chẳng hạn như đạm thì chúng ta có thể ăn đậu, nhưng không nên ăn một loại đậu nào đó, mà nên ăn nhiều loại đậu trộn với nhau hoặc là hoán đổi nó. Bữa này ta ăn một loại, bữa khác ta lại ăn loại khác. Rồi rau củ cũng vậy, không nên ăn một loại nào đó, mà chúng ta cần phải ăn nhiều loại khác nhau. Và có một cái nguyên tắc tôi nghĩ rằng nó cũng rất là hay, đó là hãy tô màu bữa ăn của chúng ta bằng cách là sử dụng thật là nhiều rau củ quả, nhiều màu sắc. Và bằng cách như vậy thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng đạt được cái nhu cầu mà cơ thể cần. Và bởi vì chúng ta nói rằng có rất nhiều bạn trẻ bây giờ ăn chay với cái mục đích là để bảo vệ môi trường, thì có một lời khuyên mà chúng ta có thể xem xét, đó là sử dụng sữa và các sản phẩm từ sữa cũng như là trứng các loại trong bữa ăn. Bởi vì sữa và trứng là những cái nguồn cung cấp chất đạm có hoạt tính sinh học rất tốt và có đủ các amino acid thiết yếu, có các vitamin và khoáng chất mà cơ thể cần để có thể có được sức khỏe tốt.